Thưa quý vị và các bạn, trong năm mới 2023 này, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện chương trình Sao Ô Cốp. Chương trình mong muốn sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đạt sao Ô Cốp của tỉnh. Chương trình sẽ được phát sóng cố định vào thứ năm hàng tuần. Trong số đầu tiên của năm nay, chương trình sẽ giới thiệu về sản phẩm Ô Cốp tương ớt mang thương hiệu Lào Cai. Sản phẩm này hiện do nhiều hợp tác xã và nhóm nông dân sản xuất. Vì thế cũng có nhiều chủ sở hữu cho sản phẩm này. Với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tất cả vẫn giữ được cách làm truyền thống. Có để 1 năm, 2 năm không được chị? Vật ở trên đường về nhặt cuống hết, rồi rửa sạch ra, bốc tỏi cũng bốc thật sạch, chứ không để bỏ tí nào. Xong xay, xay về ủ tầm, nếu như có đông khách thì một tháng cũng bỏ ra bán rồi. Hiện tại là đang có 5 sản phẩm về ớt và mới nữa là cái ớt xào mừng khương được sản xuất từ quả ớt tươi mừng khương được phơi khô và sấy khô, xong chúng tôi qua chế biến với theo với cái công thức truyền thống và cái bí quyết của nhà. Cháu không lấy đi. Cắt được mà cô, cắt cửa thằng cháu. Hội đồng chấm thi người ta thấy duyệt được thì người ta chấm 3 sao. Muốn hỗ trợ xây dựng lại nhà xưởng cho mở rộng quy mô, mở rộng nhà xưởng ra. Hợp tác xã vẫn liên kết với các hộ dân của các xã, các huyện ở trong tỉnh là mình giao giống ớt cho dân, kỹ thuật mình thu mua. Đơn vị đầu mối của hợp tác xã Hoa Lợi vừa qua thì cũng đã có những cái thỏa thuận ký kết hợp đồng với một số đối tác ở phía Thái Lan. Hình ảnh các cái sản phẩm nông sản không chỉ là tương ớt mà kể cả các cái sản phẩm khác của Lào Cai sẽ được phát triển hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sao Ô Cốp của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.